vị đang theo dõi bản tin nóng Sài Gòn của Báo Lao Động hôm nay ngày 21 tháng 6. Sau đây là những thông tin đáng chú ý nhất tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành Nam Bộ trong 24 giờ vừa qua. Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức công bố điểm thi của hơn 98.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 công lập năm học 2024-2025. Ông Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Bùi Thị Xuân, quận 1 đánh giá mặt bằng điểm thi năm nay thấp hơn năm trước. Thống kê cho thấy, chỉ có khoảng 12.000 học sinh đạt mức điểm trên 23, mức điểm để có thể trúng tuyển nhóm trường top đầu năm 2023, trong khi có gần 100.000 thí sinh dự thi. Như vậy, điểm chuẩn ở nhóm trường top đầu sẽ giảm từ 0,5 đến 1 điểm, thậm chí có trường giảm tới 2 điểm. Đối với nhóm trường top giữa có thể giảm từ 2 đến 3 điểm. Trước nguy cơ bùng phát dịch bệnh sởi, mới đây, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã có tờ trình Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm bổ sung vaccine phòng bệnh sởi cho trẻ từ 1 đến 5 tuổi trên địa bàn thành phố năm 2024. Sở Y tế cũng đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận sử dụng vaccine phối hợp phòng bệnh sởi Rubella trong đợt tiêm chủng này, vì đây là vaccine đang được sử dụng trong chương trình tiêm chủng mở rộng và cũng thuộc danh mục vaccine bắt buộc sử dụng đối với người có nguy cơ mắc bệnh theo quy định của Bộ Y tế. Kinh phí dự kiến mua sắm vaccine sởi Rubella, dung môi sởi Rubella, tập huấn, truyền thông và các chi phí khác khoảng 4,3 tỷ đồng, sử dụng từ nguồn kinh phí sự nghiệp y tế năm 2024 của Sở Y tế. Đã 6 tháng kể từ khi phố ẩm thực Phan Xích Long, quận Phú Nhuận đi vào hoạt động, đến nay khu phố ẩm thực này đã trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều người dân và du khách. Ông Trần Hữu Thiện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 2, quận Phú Nhuận cho biết, sắp tới, Ủy ban nhân dân phường sẽ tiếp tục xây dựng hình ảnh phố ẩm thực qua ứng dụng Phú Nhuận đồng hành với hình ảnh ẩm thực bắt mắt, các chương trình khuyến mãi cho người dân và du khách. Đồng thời, tiếp tục cải tạo, chỉnh trang ở các tuyến đường hoa và bố trí bãi đỗ xe, đặc biệt là bãi đỗ xe ô tô để làm đẹp khu phố ẩm thực. Nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc, Thị Nghè, tổng vốn đầu tư gần 6.000 tỷ đồng, bắt đầu thi công từ năm 2020, đến nay đạt gần 50% khối lượng, dự kiến hoàn thành xây dựng trong tháng 6 năm 2025. Liên danh nhà thầu sẽ tiếp tục đảm nhận vận hành nhà máy tới năm 2029 theo hợp đồng, sau đó bàn giao lại cho thành phố Hồ Chí Minh. Với công suất xử lý 480.000 mét khối nước thải mỗi ngày đêm, nhà máy Nhiêu Lộc, Thị Nghè quy mô lớn nhất nước và Đông Nam Á, được áp dụng công nghệ xử lý sinh học hiện đại nhất hiện nay. Khi hoàn thành, nhà máy xử lý nước thải Nhiêu Lộc, Thị Nghè sẽ giúp thành phố Hồ Chí Minh nâng công suất xử lý nước thải sinh hoạt đô thị lên hơn 1,1 triệu mét khối trong một ngày đêm. Thưa quý vị và các bạn, dự án cầu Tân Kỳ, Tân Quý, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh sau hơn 5 năm tạm dừng thi công, đến sáng nay ngày 21 tháng 6 đã chính thức tái khởi động trước sự mong mỏi, vui mừng của đông đảo người dân. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động. Ở đây thì bình thường thì nó cũng không có kẹt xe nhiều, có một cái là mấy cái ngày mà tụ trường đi học đồ á, học sinh đi học là nãy giờ cao điểm là kẹt xe dữ lắm, kẹt cũng khoảng nửa tiếng một tiếng, tại vì nó kẹt mà nhiều khi mình đi bộ mình đi không được luôn mà, chứ nhiều khi buổi trưa mà nó đi học về á, cái tiếng này nó có mấy cái xe lớn nó chạy, mình cũng sợ, con mình nó nhỏ mà nó đi học đi xe đạp nữa mình cũng sợ. Nhưng mà ví dụ như cái đó ấy thì chừng nửa xe nó chạy bên đó rồi bên đây con mình nó đi học nó dễ chút thì thấy cũng vui, là cũng như mình cũng có cái đường nó thông thoáng, người ta đi tới đi lui thì cũng cảm thấy nó vui. Cái cầu Tân Kỳ Tân Quý này tuy là tổng mức và quy mô không lớn nhưng mà có một cái ý nghĩa rất là đặc biệt. Đây có thể nói là một cái công trình đầu tiên thành phố chuyển đổi từ phương thức BOT sang đầu tư công. Thứ hai nữa là đây là một cái công trình nó giải quyết một cái vị trí nút thắt giao thông rất là lớn, khi mà toàn bộ cái dòng xe từ quốc lộ 1A di chuyển về trung tâm sẽ phải chờ qua hai cái cầu tạm trong thời gian rất là lâu. Và thứ ba nữa là đây cũng là một cái công trình để tạo ra một cái trục nối kết mới, một cái khu con đường rộng rãi ở Tân Kỳ Tân Quý, tạo điều kiện phát triển cho quận Bình Tân cũng như các đơn vị trong thời gian tới. Những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Bản tin nóng Sài Gòn sẽ được phát sóng vào lúc 19 giờ hàng ngày trên laodong.vn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.